Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại cái nick siêu bọt bé Vít, một cái account nạp trên 1 tỷ. Thì hôm nay câu chuyện của chúng ta sẽ liên quan, thứ nhất là chúng ta thấy là đội hình của siêu bọt bé Vít lại thay đổi thành tiên giới rồi. Thì chắc chắn rồi, với một nick mà khi mà bạn nạp tiền tỷ vào game thì các bạn sẽ có những cái lợi thế, ví dụ như các bạn nhiều tiền chẳng hạn, các bạn tài chính các bạn rất là nhiều. Thì từ đó các bạn có thể thích thì các bạn đổi phe này, các bạn chán phe kia thì các bạn cứ đổi đi đổi lại không sao các bạn nhé. Còn mà nếu mà chúng ta thường nông dân cày chay, chúng ta sẽ phải gắn bó với cái account, với phe của mình khá là dài. Hầu như là cái trò chơi này các bạn đổi phe đa số sẽ bị thọt khá là ghê đấy các bạn. Thứ nhất là nó sẽ thọt về level các bạn nhé. Đấy, nó sẽ thọt về XP, nó sẽ thọt về phá cảnh chẳng hạn đấy. Thọt về level chẳng không hẳn, nhưng nó sẽ thọt về phá cảnh nếu mà các bạn chuyển đổi phe không sử dụng đá thay thế. Còn là các bạn nào mà nhiều tài chính ấy, nhiều kim nguyên bảo thì các bạn có thể đấu đá thay thế rồi các bạn đổi phe. Đối với server cũ bây giờ thì việc mà các bạn chi tiêu kim nguyên bảo dư thừa thì nó vẫn là một câu chuyện khá là đau đầu. Chúng ta sẽ quay trở lại cái nick này. Thì hôm nay mình sẽ nói câu chuyện về, thứ nhất là về phe tiên. Nick này thì đang chơi vấn đề Dương Tiễn. Dương Tiễn thì đang đi cho mình một bộ thiên kỹ khá là nhiều đam. Với việc là sử dụng thiên kỹ vong hồn thì hầu như là vào trận sẽ nhận được 40% tấn công. Thì các bạn biết được 40% tấn công giai đoạn đầu này nó cho cái lượng đam siêu to. Với hoặc là ví dụ như Dương Tiễn đánh đam luân hồi, quyền đam gián tiếp. Dương Tiễn mà khi mà đánh đam gián tiếp thì nó cũng sẽ lấy đam từ hậu thuẫn hay là từ cái tấn công, bởi vì cái hậu thuẫn này nó sẽ chuyển đổi bằng 4-80% tấn công, các bạn thấy chưa? Kèm thêm cho bản thân hậu thuẫn bằng 4-80% nếu mà cái tầng hiển thành chân quân này kích hoạt tốt nhất có thể. Thì chế chuyển đổi này thì mình đã test cho các bạn một 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 góc nhìn ngày xưa về cái thần uy này. Nó bạn nào mà bị tư duy ấy về thần uy ấy, nghĩa là khi mà các bạn hiểu về một cái option nào đó, các bạn sẽ có một cái dòng chảy, đó là cái dòng chảy thuộc tính, từ đó các bạn sẽ bị tối ưu được cái thần uy này. Mình từ từ mình đổi để cho biết về X1 à? Thôi cũng được. Về Nata thì vẫn là Nata đam thôi các bạn nhé, vẫn là Nata đam thôi. Là kỹ năng để tăng cái lượng chân quân hiển thánh nhanh nhất có thể. Chúng ta thấy có sự xuất hiện của thiên đế. Đây là một thiên đế đánh đam luân hồi. Nghĩa là khi mà thiên đế ra kỹ năng thì hầu như cái kỹ năng của thiên đế đó sẽ tạo đam thêm. Và đó là cái đam luân hồi đến từ đế thính, hay là cái đam luân hồi đến từ cái thiên kỹ luân hồi này luôn. Đây vẫn để đế thính phía sau, đế thính phía sau thì sẽ ra đam luân hồi luôn các bạn nhé. Đây thì chúng ta với thêm một hóa thân. Hóa thân đây là hóa thân hàng Nga thất tỉnh các bạn nhé. Hàng Nga thất tỉnh với việc có tiên phạt chí nhân. Thì tí nữa mình mà nếu mà test, thứ nhất hôm nay chúng ta sẽ test cái câu chuyện đam gián tiếp, và câu chuyện của ngày hôm nay sẽ liên quan tới một pet thức tỉnh, đó là phần thiên họa đấu. Họa đấu thì ngày xưa một số bạn lên server cũng đã có chơi, nhưng nó tỷ số nó rất ít, ví dụ như khoảng 10.000 chơi thì 10.000 người chơi game thì may ra có 1 tới 2 người chơi họa đấu làm pet. Thì bây giờ khi họa đấu thức tỉnh, nó sẽ ảnh hưởng lại một cái meta của anh em Việt Nam. Meta của anh em Việt Nam thường nó sẽ thuần về đam gián tiếp cũng như thuần về đam trực tiếp. Vậy thì cái câu chuyện của anh chưa thức tỉnh ngày xưa mình đã nói rồi, nó sẽ tăng cái lượng truy kích lên, nó sẽ khiến cho tướng của chúng ta khi nhận búp của anh chiêu sẽ ra thêm một lần tấn công kỹ năng không bổ sung. Quên, tấn công bổ sung giữa mình nhầm. Tiếp theo nữa thì chúng ta đến cái hòa đấu đi. Thì kỹ năng hòa đấu đầu tiên đó là gây cho sát thương phe địch tận 240% sau khi tấn công, kèm thêm cho mục tiêu sát thương gián tiếp bằng 25% sinh lực đã tổn thương. Nghĩa là nó sẽ gây ra sát thương trực tiếp là 240% sát thương phép thuật, và sát thương gián tiếp sẽ bằng 25% sinh lực đã tổn thất.
Đấy, các bạn hình dung cho mình cái này như vậy. Thường thì cái option này nó không quá mạnh các bạn nhé, nó không quá mạnh. Đó là lý do ngày xưa chúng ta không chơi hỏa đấu thức tỉnh, hỏa đấu thường. Nhưng bây giờ hỏa đấu thức tỉnh nó lại khác. Thứ nhất, nó sẽ khóa mục tiêu chính là thần tướng có địch có sinh lực cao nhất. Thường thì bây giờ sinh lực cao nhất nó chưa hẳn là tướng chính các bạn nhé, bởi vì bây giờ có cái thiên kỹ của cửu linh thánh đúng không, có thiên kỹ của cửu linh thánh rồi kết hợp thêm kỷ vật đỉnh phong ba nữa, thì cái lượng sinh lực các bạn có thể phân phối lại cho một thần tướng nào đó các bạn muốn, chứ không phải là bắt buộc ở thần tướng chính nữa. Sau khi tấn công kèm cho toàn bộ phe địch hai tầng trạng thái phần diệm, bạn nhớ giúp mình là hai tầng trạng thái phần diệm này chỉ được hai tầng thôi các bạn ạ. Vì thế mà để mà sử dụng phần diện tối ưu nhất thì chúng ta thường bắt buộc phải để hỏa đấu ở vị trí thiên, nghĩa là cho hỏa đấu ra kỹ năng sớm nhất có thể để kích hoạt để gây ra trạng thái phần diện sớm nhất, giảm 35% sát thương gián tiếp các bạn nhé, giảm 35% giảm sát thương gián tiếp, nghĩa là nó có thể gần như xóa bỏ cái thần thông kim thân. Bởi vì hoặc là từ đây một cái thần thông kim thân chẳng hạn, giả đi những kẻ địch mà có sử dụng thần thông kim thân thì nó sẽ được khoảng 35% sát thương gián tiếp và nó sẽ xóa bỏ đi một lần các bạn nhé, nghĩa là không không phải xóa bỏ đi một lần mà nó sẽ xóa bỏ đi lúc chịu sát thương đó, nghĩa là tầng kim thân này thì cứ mỗi lần chịu sát thương thì nó sẽ cung cấp cho 35% sát thương gián tiếp phải chịu. Đấy, 35% giảm sát thương hàng chín. Vậy thì khi mà gặp cái trạng thái phần thiên của hỏa đấu ấy thì cái lần kháng sẽ bị giảm đi, sẽ bị mất đi, hầu như là nó sẽ vô hiệu, và nó sẽ vô hiệu hai lần. Nghĩa là bên kia 8 tầng thì nếu mà có phần thiên này thì sẽ hai tầng đầu tiên sẽ bị vô hiệu hóa đi, cho các bạn dễ hình dung. Vì thế khiến cho cái lượng đam gián tiếp nó rất là to, chạm cái lần đít luôn các bạn ạ. Các bạn, đó là tại sao mình lên cái clip vừa rồi, cái clip vương giả chi chiến với cái clip giả giải lên server vừa rồi gần đây nhất, thì các bạn xem trận đấu của Mid-Card này, các bạn thấy là Mid-Card đi đam gián tiếp rất là to, hầu như chạm cái là bên kia ngút luôn, còn đam trực tiếp nó không vào đam mấy. Thì sau này cũng nếu thật sự rằng meta Việt Nam vẫn theo cái hướng tiếp diễn của đam gián tiếp như thế này, bởi vì tại sao bây giờ là thời điểm huy hoàng của đam gián tiếp đối với meta nông dân gạch chay, bởi vì lúc này thiên kỹ đế tính các bạn đã lên mắc ping rồi, đến tầm thời điểm 300 ngày các bạn đã lên thiên kỹ đế tính mắc ping 6 level free. Đây cái thiên kỹ này ấy, thì lúc đó cái lượng đam gián tiếp nó sẽ rất là to, chưa kể là thêm cái câu chuyện của thiên kỹ này càng ngày càng lên nữa. Rồi câu chuyện của trang bị, bây giờ các bạn cũng có thể sắm cho đế tính một cái giày hồng hoang rồi, thì mình nói với các bạn là cái cú sốc của trò chơi nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Sắp tới nick chú heo mình cũng có thể bỏ đi lối đi đam trực tiếp, thay vào đó mình sẽ đi gián tiếp và phun máu, nghĩa là đi gián tiếp nhưng tư duy phun máu các bạn nhé, nghĩa là tư duy Ngộ Không liên kích thủ rất là to. Vì thế cái lối bi đá quý của mình bây giờ có thể cũng phải thay đổi lại để cho một đội hình đam gián tiếp nhiều hơn, và mình có thể nhá, mình sẽ bỏ, đây là tư duy cá nhân của mình nhá, có thể mình sẽ chơi hỏa đấu thức tỉnh, bởi vì mình là Ngộ Không. Ngộ Không thì không cần Ngộ Không, mà nếu mà đi dặn đam gián tiếp các bạn cũng biết được rằng là có thể chấp không cần nổ khí, chỉ cần đánh được liên kích thì các bạn tưởng tượng cái gõ 4 lần liên kích mà đều kích hoạt luôn nổi, thì các bạn tưởng tượng rằng bên kia chắc chắn sẽ không chịu được nếu mà bốn liên kích đó đều kích hoạt gián tiếp, và gián tiếp đam gián tiếp nó rất là to. Thì đây là một cái lối bi mới, và cần hiện tại là siêu bón vịt đã công nhận cái lối bi này rất là mạnh, cái lượng đam của này siêu to siêu khỏe, và bên kia sẽ không thể chịu được. Và các bạn nên nhớ rằng là ngoài việc giảm 35% sát thương gián tiếp này thì cái kỹ năng diệm hải viêm xiêm này sẽ cung cấp thêm một lần chịu thêm sát thương gián tiếp bằng 10% sinh lực đã tổn thất. Nó đáng sợ lắm các bạn ạ. Nó sẽ giật nhiều hơn. Đó, câu chuyện sắp tới mình sẽ gắn
Nói chung là thật ra thì Nick chú heo mình cũng không muốn bỏ cái câu chuyện siêu đam. Nhưng nếu như thật sự mà muốn tẹt cho bạn mắc pinh gián tiếp nhé, thì mình phải đi theo hướng khác nữa các bạn. Và mình cũng cần câu chuyện của tịch diệt. Bây giờ rất là đau đầu là phải kiếm lại tịch diệt nữa các bạn. Bởi vì mình thiên ký của mình đang thiên phạt, nên thường là mình sẽ đi đâm đâm to rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta nói đến câu chuyện bí bảo đi. Sau khi tấn công dựa vào số người tấn công gây thêm sát thương gián tiếp bằng 24%, 16%, 8% sinh lực tối đa bình quân phe ta, thì cái này cũng bình thường thôi. Cái này thì sẽ dành cho các bạn nào đi máu nhiều, minh giới chẳng hạn. Thật ra thì nếu mà minh giới mà đi con này mà đánh bạch của tinh rất là ngon. Bạch tinh tinh ở vị trí 1, bởi vì cái này nó sẽ 6 mục tiêu và nó giật một cái là đi luôn các bạn nhé. Mình rất là quyên tẹt khi mà sử dụng hỏa đấu ở ở bạch của tinh rồi. Thôi thì bây giờ chuyển qua dương tiễn hoặc na tra đi, cũng là một tướng đơn mục tiêu, hai mục tiêu và một tướng đa mục tiêu, để cho các bạn hình dung khi mà sử dụng hỏa đấu. Đây mắc luôn rồi các bạn nhé. Thì khi mà các bạn mắc, các bạn phải lên cũng khá là mất một thời gian đấy. Nói chung là nông dân cày chay sắp tới thì cái vấn đề thức tỉnh nó sẽ khá khá là nhạy cảm. Thì các bạn cần phải tích cái vé quay tướng thức tỉnh. Hầu như là nông dân cày bay các bạn chỉ có đặc quyền là chơi một tướng đỏ thức tỉnh thôi, vì để lên nhiều tướng đỏ thức tỉnh thì hầu như rất là khó. Mà nói chung bây giờ có quá hướng, có nói chung có quá nhiều lối bui các bạn nhé. Nhưng cái chung quy của nó quay đi quẩn lại thì nó vẫn là cái dòng chảy đam thôi. Dòng chảy các bạn là dòng chảy đam trực tiếp. Mỗi Đam sinh trực linh tiếp thì đều có có đam những phần biến đam tấn đổi. công hay là đi đam phần đam sát thương. Rồi từ đó các bạn lựa chọn kỳ vật cho phù hợp. Rồi hay là các bạn Đối đi trọng cái người hướng trong phần đam bản sát thương gián tiếp thì các kết bạn sẽ quả đi đã nhiều như máu thế này hơn. thì e Các rằng bạn là sẽ chỉ tập bất trung thường vào full sát thương gián tiếp thì các bạn bắt buộc phải lên hỏa đấu cho cả các bạn nhé. quả thật cung thần Còn mà đồng câu an chuyện nam. anh chiêu thì nó anh chiêu thức tỉnh nó sẽ liên quan đến câu chuyện là ra kỹ năng nhiều. Ra kỹ năng nhiều thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện của chân quân hiệp thánh. Đấy, nó có quá là nhiều yếu tố các bạn nhé. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ test cho các bạn xem. Đánh ai đi nhỉ? Hầu như là nick này kiếm người đánh nó khó lắm. Hầu như cứ chỉ có bố Chí Tôn Bảo này cứ đánh thôi. 41 tỷ hình như chủ nick này đã chính thức nghỉ rồi các bạn nhé. Cùng thả lỏng trong tim. Bởi vì lâu rồi mình không thấy lên lực chiến quá nhiều hay là cho người khác chơi được. Nick này còn đi theo một bộ combo là Kim Lân và Thiên Đế các bạn nhé. Kim Lân và Thiên Đế nhé. Nhưng đây không phải là Thiên Đế phun hiệu ứng mà đây là Thiên Đế có một chủ trì đó đam luân hồi. Đây các bạn thấy cho phần thiên hỏa đấu đây. Đấy. Kẻ địch bị phun đặng thái phần thiên luôn và các bạn thấy cái hiệu quả bất lợi. Cái cảm giác ba cái móng vuốt ấy, ba cái cào móng vuốt ấy, vết thương ấy, các bạn thấy chưa? Thêm hiệu quả của Kim Lân nữa, hầu như là bây giờ cái trạng thái bất lợi nó rất là nhiều. Thì nếu như thế này thì meta các bot ấy thì sẽ bắt buộc phải phải dùng cái gì các bạn biết không? Phải sử dụng Đại Minh Vương các bạn ạ, để xóa bỏ hiệu ứng bất lợi toàn bộ cho thần tướng trong chính của chúng ta. Ta chưa bao giờ nhớ tên bại tướng dưới tay ta. Gì? Không cần Ui thiết. vãi nhái, một quả thần ly, một quả luân hồi giật đi luôn các bạn nhé. Truy kích thất bại, vãi Vì nhái bên thiên kia. nhãn của ta, yêu Có tà Bạch sẽ Vũ không à. có chỗ để ẩn nấp. Phá quân. Đi luôn các bạn nhé, một quả tịch diệt, một Hàng quả mai thần đồng huy. ý. Thì Sao nếu mà lại nói về hỏa đấu thì sẽ xài ngon cho ai, theo như mình nghĩ thì hầu như tất cả phe thức tỉnh xài hỏa đấu đều ngon, Đạo thị thiết vì hầu như mã. ai cũng chơi đam gián tiếp mà. Còn mà nếu ngon chuẩn hơn thì sẽ ngon cho các bạn nào chơi đốn chơi độc như Diêm Vương hay Ngưu Ma Vương ấy. Bạn biết rằng Ngưu Ma Vương hay Diêm Vương có cái câu Nhưng chuyện mùa là giật. thu, ta sẽ giúp người hóa giải hoang mang trong lòng. Bây giờ có những cái trường phái đi đốt và trở lại trường phái đi độc, nhưng chúng ta vẫn thấy là chưa Thanh quá đồng chuộng các vạn bạn nhé. tượng. Có thể là cần một thời gian nữa thì mọi người sẽ chuộng hơn. Hỏi Bởi Thiên Đạo, vì tại sao thế? tên Bởi gọi vì là gì? độc với đốt đấy nó cần một thời gian để kích hoạt.
là nó phải cần đến vị trí thứ ba hoặc vị trí thứ hai nó mới kích hoạt được. Còn mà đánh siêu đam ấy thì khi mà các bạn để vị trí số 1 thì các bạn đã kết thúc được trận đấu rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đánh trở lại và mình đánh đọc thuộc tính cho các bạn xem nhé. Ngồi chém thế là mình bây giờ đọc thuộc tính cho các bạn xem nếu các bạn dễ hình dung. Dành cho các bạn bạn nào mà không có cái kiến thức quá cao, nhất là bên ta sử dụng kim lân này. Kim lân thì thứ nhất là giảm máu này, khóa hành động của kẻ địch này, đúng không? Rồi bên kia là sử dụng bạch vũ. Bạch vũ thì sẽ khóa truy kích khá là nhiều, giảm đam. Hòa đấu ở vị trí thiên nên sẽ ra kỹ năng luôn các bạn nhé. Sẽ khuyên sẽ gọi ra sớm. Bên kia thì tí hưu thì sẽ x2 máu. Hòa đấu thì chúng ta thấy là lượng đam gây ra vẫn không cao nhé. Vì lực chiến cao nên sẽ được đánh đầu vào thiên đế thì nhận tiên thiên canh khí thì sẽ ra kỹ năng luôn. Cảm giác là không ăn thua các bạn nhé. Vì thế mà đi thiên đế đa về nó cũng khá là cấn. Và cái chuyện của đam luân hồi ấy thì nó đôi lúc nó cần phải cái gì nó mang tính chất đam tấn công không bổ sung các bạn, nhiều lúc mình cũng cảm thấy thế. Ôi bây giờ mới giật luân hồi này. Ôi giật luân hồi rất là chậm các bạn nhé, nghĩa là giật luân hồi đa số thì cần phải hết thiệp, là lúc đó thiên đế chưa hết thiệp các bạn nhé, thì vì thế nó sẽ không giật và nó sẽ giật lúc thiên đế hết thiệp và khiến cho kẻ địch đã kết thúc được một người rồi. Đế thính tí nữa bốc hơi, nghĩa là các bạn hình dung được cái đam luân hồi nó sẽ to như vậy. Dưới thiên nhãn của ta, Đây thêm một quả thần lưu nữa. Gạo thị thiên hạ. Mình sẽ bỏ ủi vãi nhái thần lưu 1 tỷ đam. Mình sẽ bỏ đi một cái các bạn nhé. Mình sẽ bỏ thiên đế ra đi. Thanh động vạn tượng. Mình sẽ bỏ thiên đế ra để thiên đế không kích hoạt luân hồi, mà mình sẽ dành cái đam luân hồi đó cho Dương Tiễn để Dương Tiễn có đam luân hồi kết hợp với thần uy cũng như kết hợp một số yếu tố khác. Mình bỏ tiên thiên canh khí đi vào trận không được hậu thuẫn đúng không nhỉ? Đấy, ok nhé, thử còn đủ không? Kiểm tra phát hiện phía trước có nguy hiểm, chơi lên. Nhưng cái này nó cũng phải là đau đầu một cái là không biết rằng Đại Minh Vương có xóa bỏ được không. Nếu mà Đại Minh Vương mà xóa bỏ được cái phần thiêm này, trạng thái này đầu game các bạn nhé, ở phần diệm, mình nhầm phần diệm, cái trạng thái phần diệm này nếu mà bị xóa bỏ bởi Đại Minh Vương thì hầu như là từng chính kẻ địch sẽ không quá là rén. Ôi còn Du Long Quy Hải nữa. Thiên hạ vạn vật đều nghe lời ta. Hãy thưởng thức cơn đau. Bên kia thì tiến thủ yêu cơ cũng cướp được tơn. Thường ấy, cái Du Long Quy Hải nó rất hay cướp tơn các bạn nhé. Nó cướp tơn này nó sẽ khiến cho chúng ta mất đi một số thuộc tính cần phải kích hoạt. Hãy để ta Đấy, đi. vẫn giật được luân hồi, giật luân hồi vào đế thính các bạn nhé. Đây, lượng đam luân hồi vẫn đang còn các bạn, vãi nhái. Gạo thị thiên hạ. Thần uy toàn 1 tỷ đam các bạn ạ. Sợ thiệt. Truy kích thất Gạo bại, thị cay thiên hạ. thế. Bên kia có Bạch Vũ nên sẽ câu chuyện là truy kích thất bại các bạn nhé. Tịch diệt 318 triệu đam. Bây giờ mình muốn chuyển đổi sang đánh. Bây giờ là mình nói tất cả khi mà các bạn đi tịch diệt thì các bạn sẽ có những cái lợi thế riêng các bạn nhé. Nó sẽ khiến cho cái đam gián tiếp của bạn rất là to, to cực kỳ luôn. Thiên uy, bao xa cũng diệt.
Thuần uy 871 triệu. Tịch diệt luân hồi. Linh hồn bồi hồi, ta sẽ giúp ngươi hóa Chắc là giải cơn mình mang dữ sẽ dội. qua tẹt một mặt khác đi. Bởi vì đôi lúc bị dính truy kích. Ví dụ như đánh thường của Dương Tiễn ấy, đánh thường đột phá mì 16 ấy, thì nó được Dương gọi Tiễn là ba một cái lần chạy tấn tới công. nghiền nát Nó được tính là một lần tấn công. Vì thế nó sẽ dính một câu chuyện là câu chuyện của truy kích. Đấy, vì thế nó cũng kích hoạt rất nhanh trên quân hình thành. Và nó cũng tính là truy kích nên gặp những người mà chơi chiến binh bạch vũ ấy, thì sẽ bị hạn chế về vấn đề truy kích và bị khóa truy kích rất nhiều. Quên, bạch vũ. Đây, khi tấn công tướng địch thi triển tấn công bổ sung này có 20% làm mục tiêu thi triển thất bại. Hay là kỹ năng chẳng hạn, kỹ năng thì sẽ tạo thành kinh phong. Đây. Kinh phong này thì sẽ làm thần tướng hàng đầu phe địch sẽ thất bại khi truy kích lần kế. Rất là đau đầu các bạn nhé. Hầu như là sẽ bị mất đi cái truy kích này. Thì thật ra thì bây giờ Kim Lân và Bạch Vũ thì bây giờ mình thấy là Bạch Vũ ở Kim Lân vẫn sẽ nhỉnh hơn các bạn nhé. Bởi vì thằng Thái Thôi Thành nó khá là thích. Thằng Thái Thôi Thành thì các bạn biết rồi. Thằng Thái Thôi Thành hay là Khiếp Chiến ấy. Ủa ai vào đây nhỉ? Từ các bạn nhé. Chắc đến giờ bỏ cho chủ nick vào đấy. Mạng cậu tốt nữa. Đã khắm rồi còn nhỏ các bạn ạ. Tại vì mình đang muốn tẹt thêm nữa không thì mình sẽ dừng clip rồi. Nghĩa là bây giờ câu chuyện của Kim Lân ấy, hay là chuyện Bạch Vũ ấy, thì mình thấy là Kim Lân sẽ nhỉnh hơn một tí. Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ chơi theo kiểu khóa mõm các bạn ạ. Khóa mõm là không cho đánh luôn. Thứ nhất là khóa mõm bằng việc là rút nộ của Ấn Long, sau này có thể Ấn Long thức tỉnh. Hay là câu chuyện khóa mõm từ thiên đế tạo choáng. Những cái câu chuyện thiên đế tạo choáng thì nó vẫn có thể kháng được cái thần thông kim thân. Quyên của thần thông tạo hóa kim thân đúng không? Quyên xin lỗi, thần thông hỏa nhãn kim tinh. Nhiều lúc chơi nhiều quá nó bị lú thông tin kiến thức, thì có gì các bạn xì xóa giúp mình nhé. Dương Đợt Đằng. này thì sẽ, bên này anh trồng ớt gặp anh trồng ớt, bây giờ gặp với anh trồng ớt rồi các bạn này. Kỷ niệm ở kim, các bạn đợi mình xíu nhé. Đây rồi, có đại minh vương đây rồi, chúng ta thử tẹt nhé, xem cả phần thiên hỏa đấu này nó có xóa bỏ không các bạn. Coi tất cả những trạng thái bất lợi gây lên Nata thì đại minh vương có xóa được không, vì tính ra cái hiệu ứng của phần triệu. Ui mình sợ luân hồi giật cái đại minh vương đi luôn đấy các bạn. Ủa, không sao. Ui mình biến Ta mà chưa giật bao luân giờ hồi nhớ một từng cái bài đại tướng minh dưới vương tay đi to. luôn, không kịp nhập Gì? thể nữa. Thì mình kiếm bạn nào khỏe khỏe tí, mình sẽ xem một câu chuyện. Mình nhớ bạn đó rồi, đợi mình tí là mình sẽ cho đế thính lên lần đầu đi. Thiên đế tháo bà cái này đi. Đam luân hồi nó to quá các bạn ạ. Nói chung là cũng sẽ tẹt trực quan cho các bạn một tí để các bạn từ đó các bạn cảm nhận được tốt hơn. Đây đúng không? Bây giờ không còn đam luân hồi nữa. Thì chúng ta sẽ tập trung vào đam thần uy chẳng hạn. Đam của thần uy của Dương Tiễn hay là đam diệt. Cả quân nghe lệnh của ta. Dạng tử hồi thời, nguyệt mãn tây lâu. Các bạn như thế này để cho các bạn hiểu rằng là tầm quan trọng của Đại Minh Vương khi chơi đến ngày thứ Dưới 300, thiên ngày nhãn thứ của ta, 400 như thế yêu nào. tà sẽ không có chỗ để ẩn nấp. Ui vãi nhái, thần uy Hoàn toàn thiên quy. 1 tỷ 5, 1 tỷ 5. Đâu dã man Thao thiên, theo rồi. nghe hiệu lệnh của ta.
Vãi nhái, tịch diệt cũng rất là đau, các bạn thấy chưa? Ta chưa bao giờ nhớ Cảm tên giác bại của tướng nó dưới đánh tay rất là ta. phê, và hầu như mình nói Gì? thật đấy các bạn mà. Không cần thiết. Ui vãi nhái 1 tỷ tư. Ha! Nghĩa là đây chỉ là kích hoạt thần uy thôi nhé các bạn nhé. Chưa chưa kích luân Nhanh hồi lên mình đó. đã bỏ luân hồi rồi. Cũng có thể là có sự cập khiến từ đam. Từ từ mình bỏ luôn tiên phạt chế nhân đi. Mình sẽ tệt bên kia cho nhập thể chẳng hạn. Phá nát nick rồi chưa bọt bé vịt luôn. Các bạn muốn tẹt cái gì mà về bản Việt Nam ấy cứ hỏi mình nhá, hầu như là mình đã có đủ thông tin để cho các bạn tẹt rồi. Đồ đạc là không hề thiếu nhé, đây không khác gì là nick để đầu tư vào, không không phải là nick của nhà phát hành, nhưng người người chơi đầu tư vào để tạo nghiệp tẹt trước cả nhà phát hành luôn. Thật ra nhà phát hành nhân viên người ta cũng bao nhiêu là việc làm nội dung rồi, làm kế hoạch rồi, thời gian đâu người ta đi nghiên cứu những cái này, đi fix lỗi đã sấp mặt rồi, hay là duy trì hệ thống chạy cho nó bon mượt đã sấp mặt rồi các bạn. Đây Chu đại minh hành vương sẽ vô nhập thể thường, nha, xóa chu sạch đây, pháp vô ngã. xóa sạch chiều hướng không, không xóa được các bạn nhé, không Đúng xóa rồi. được, các bạn thấy chưa, không xóa được, Đã khóa mục tiêu. nếu mà không xóa được thì quá ư là ngon luôn các bạn, không thể xóa được. Thôi xong rồi, Gấu hay thì rồi các thiết bạn, thọ. không xóa được thì các bạn thấy bà luôn các bạn nhé, đi luôn, Ngự thiền kiếm. không xóa được các bạn. Nếu mà không xóa được, ok chúng ta sẽ xác định với nhau là không xóa được thì mình sẽ đánh với anh trồng ngự đi. Mình sẽ cho đây, à anh trồng ngự có kiểu linh thánh thì mình sẽ đánh kiểu linh thánh cho bạn xem nhé. Đúng không? Mình sẽ cướp được cái Tên đặt tên, cái gì tuyệt đối không được. từ từ để mình đầu tiên là mình tẹt cái này đi đã, tí nữa mình sẽ cho tẹt bên cửu linh thánh, nhưng có thể là cửu linh thánh nick này rất là trâu, tẹt rất là phê. Cái thần uy Thiên của hạ Dương Tiễn rất giáng là dân mạnh các bạn nhé, đều các nghe bạn lời nhớ giúp ta. mình cái điều đó. Bên Thiên kia vẫn đạo có tức tiên là phạt chế nhân ra. ta tức là Mình thiên đạo. đã xóa, mình đã tháo luân hồi Mới rồi nhé các hành bạn động nhé. một chút mà đã náo động toàn cục. Luân hồi rồi, bây giờ mình sẽ đánh tịch diệt và thần uy thôi. Và thêm sức mạnh của hòa đấu nữa. Thức tỉnh nữa các bạn nhé. Dưới thiên nhãn của ta, yêu ta sẽ không có chỗ để ẩn nấp. Thiên hạ vạn vật đều nghe lời ta. Truy kích thất bại ghét Dường thế mai nhỉ, tuyết phủ đầy, bị kẻ quả nào truy kích dám thất bại chắc chắn rồi, truy kích quả đó thì sẽ mất đi một lần thần uy khá là cay các bạn nhé, là khá là cay cái vấn đề này. động? Bằng mọi thứ, Để té được thần đại uy nhật thì ký chắc đầy mình phải quý đánh vị. thường đã. Khó thế nhỉ, nó chắc là qua tiểu Nico xem, bởi vì Thanh thật động sự là vạn hầu thượng. như nick này bắt buộc. Còn còn một phương án nữa, đó là mình sẽ đánh không, cũng không đánh được, bởi vì cho dù mình cho tiên phạt chính nhất, bởi vì bách buộc cái thiên kỹ anh Bạch Vũ đó nó đã chặn truy kích rồi, Bạch Vũ đó nó đã chặn truy kích rồi các bạn, còn 1 phút nữa thì mình sẽ tẹt nhanh đi để vào đánh bọt, đánh anh trồng ở chơi nhiều cũng chán nhá các bạn nhé. Đây, bởi vì cay chắc là phải đánh người khác ấy, qua đánh Rin hoặc là tiểu Nico nhé, đánh vào vị trí của cửu linh thánh. Thôi mình Vị sẽ tướng tăng quân phát speed hiện ra lên ngươi 6 rồi. cho các bạn nhé. Thật ra đôi lúc mình cũng phải giảm speed thấp một tí để mình xem, cũng như các bạn có thể nhìn nhận phần diện rõ ràng hơn. Ok, chúng ta có thể thống nhất với nhau là bây giờ phần diện đó thì Thiên đạo tức hầu là như là đại minh vương không thể ta xóa tức bỏ các là bạn thiên nhé. đạo. Nếu thế thì cái Dãy việc mà giữa, mình sau này sau có đó kế hoạch hỗn loạn thành một mối. sử dụng hòa đấu thức tỉnh thì nó sẽ càng nhiều hơn. Cái này thì đa số rồi, mình chỉ cho góc nhìn, còn thêm cho các bạn có kinh nghiệm để Năm ổn mới để thêm tạo chữ nhiều mới, hơn thêm thôi. tặng nhau một cành mai.
cùng phá các cùng đống sỏi đá này. Ta chưa bao giờ nhớ tên bại tướng dưới tay ta. Vì không cần thiết. Ngự thiên kiếm. Mới hành động một chút mà đã náo động toàn cục. Hồng Thiên, nghe hiệu lệnh của ta. Ui vãi nhái đâm thừa kìa. Khó tết quá các bạn. Gặp cái nick mà có một con Bạch Vũ này khó tết thần uy quá. Thôi mình qua đánh bạn Tiểu Nico đi. Tiểu Nico có kiểu linh thánh này. Đánh vào thẳng mặt tiểu linh thánh, kiểu linh thánh luôn các bạn nhé. Đỡ phải mất rừng nó bên này cũng à. Đấy. Ui vãi nhái đi luôn một người các bạn. Tranh nhiều quá. Đây. Ui vãi nhái. Các bạn thấy thần uy chưa? Thần uy tịch diệt. Thần uy một cái đi luôn kiểu linh thánh luôn các bạn ạ. Vãi nhái thật, đi một quả thần uy đi luôn các bạn nhé. Chung là quả ư là mạnh mạnh quá. Ok, clip của mình đến đây có lẽ là kết thúc rồi. Mình thử xem là còn người nữa không. Thật ra thì đợt này có gộp lên server. Thì mình tính xem là có gì mình sẽ làm một clip tổng hợp cái cụm liên server này. Siêu cụm liên server 2 mới gộp các bạn nhé. Các bạn nhớ cho mình là siêu cụm liên server 2. Nó sẽ bao gồm từ server 65 cho đến server 130 mấy ấy, nghĩa là khoảng 60 mấy server ấy, trở thành siêu cụm. Siêu cụm trong chiêu tài các bạn ạ. Vì thế chả mấy chốc là cả siêu bọt bé Việt sẽ gộp được nhiều. Nói chung là cứ gộp như thế này siêu bé Việt khoái lắm. Cái siêu bọt bé Việt cái đam mê game này các bạn hiểu rồi. Xem theo serial nick này từ khi mới chơi tới giờ các bạn hiểu được mà. Ui vãi nhái. Cái gì thế này? Thần uy 7 tỷ đa mà các bạn. Đúng không các bạn? Mình xin phép đánh lại một lần nữa nhé. Mình để tốc độ cao quá mình nhìn không rõ. Thật ra thì trong quá trình mình làm clip thì nó sẽ hơi bị rối một tí, có gì các bạn thông cảm giúp mình. Tranh tận 4 phá cảnh vãi thiệt. Đây chúng ta sẽ cùng nhau xem là thần uy bao nhiêu này. Ui không kịp các bạn. Các bạn thấy chứ cái lượng đam gián tiếp hay đam tịch diệt mới kiểu mấy đam bình thường thôi các bạn nhé. Bây giờ mới thần uy này. Hai lần thần uy các bạn nhé, đúng không? À hay là lúc nãy rồi các bạn ạ. Thôi thì chắc là clip mình đến đây kết thúc rồi. Bởi vì nó vào giờ bot rồi, mình cũng phải đi ra bot cho ác của mình nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé. Bạn thấy hay bổ ích thì cho mình xin một like, một đăng ký với. Xin chào và hẹn gặp lại.
Hiện tại thì mình vẫn bán thẻ dinh và hỗ trợ cho các bạn nick tốp nick bón nào server mới mà có muốn chơi nhé. Mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về vấn đề mua mua gì hợp lý. Xin chào và hẹn gặp lại.